Mình đã có mặt tại hội trưng bày sinh vật cảnh thị xã Sơn Tây Xuân Giáp Thìn 2024 nha các bạn. Trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn một số hình ảnh về những cây cảnh đẹp, một số cây cảnh mà mình thấy đẹp, mình quay video và chia sẻ với anh em. Đấy, như chúng ta đang nhìn thấy đây là một tác phẩm dưới, nhìn rất đẹp. Rất mãn nhãn. Đây là cây xanh trắng siêu. Còn đây là một tác phẩm xanh già của chủ nhân người Đại Đồng Thạch Thất. Cây xanh này cũng nhìn đơn giản mà rất đẹp, xanh bằm đá. Tác phẩm như chúng ta đang nhìn thấy đây là tác phẩm xì bông đỏ, búp đỏ. Còn đây là một tác phẩm dưới nha các bạn. Nhiều tác phẩm thì năm ngoái mình cũng thấy trưng bày rồi. Ví dụ tác phẩm này năm ngoái cũng đã được trưng bày trên đây rồi. Còn đây là một tác phẩm xanh. Hầu như đa phần là các tác phẩm được làm từ các cây xanh. Đây có một tác phẩm xanh trắng trộn tròn tròn này, giống cái tác phẩm của hoàng đế mà vừa rồi được triển lãm ở dưới sân vận động Thạch Thất. Đây một tác phẩm xanh da khác được để đặt vào chậu xi măng ghi chữ 1962. Còn đây là một cái tác phẩm cây ô dôn hình chữ tầm. Tác phẩm xanh. Tác phẩm đây là tác phẩm hoa giấy các bạn. Một cây hoa giấy.